Đấy, mẹ báo cáo các bác là khu chợ hôm nay mưa mà anh Trương Thái Bình vẫn lên nhé. Nay mang toàn ổi rồi anh. Anh Trương ơi, nay mang toàn ổi rồi. Như này thì bao tiền con? 700 à? Đấy, khu quằm ơi. Ổi chơi bonsai hay quá. Bonsai quá hay. Được gì? Ổi. Ổi nhé. Giá ở đây mưa cũng phải quay tí. Ổi đồng giá các bác nha. Đấy, hôm nay đi xem cho bác Tuấn cây rình rành nhưng mà không biết bác có ưng không. Đây, một loạt ổi nó hao hao giống nhau các bác. Tất nhiên nó cũng thời gian nó cũng lâu rồi làm mới được như thế này, nhưng mà nó là nhân tạo các bác, nhân tạo chứ nó không có cây nhân tạo này thì về bác thay bằng cái chậu nó đẹp đẹp là ok đấy. Đấy, chơi phong cách một cách. Đấy, một loạt ổi, trước là một loạt xanh si, bây giờ là xanh si cũng có nhưng mà thêm vào là ổi. Những cây như này lấy về chơi rất hay. Có 700.000 cây thôi. Si. Con ấy kinh đấy nhỉ? Đóng mẹ thêm một cái mầm ở tay nữa, nó bảy thành như ác, đóng mầm ở tay, ớt mẹ bên này đi, ớt dưới gần, nhóm mẹ ở đấy, nhóm mầm đấy, ớt dưới gần thì coi như cái bầy nó hoàn thiện cái bài cắt cái chối. Cụ đấy là bao nhiêu đây? Giấu luôn, không? Cụ đấy là bao nhiêu? 45 triệu. 45 triệu. Đúng không? 45 triệu. Em ở đây, qua đi. Bốn năm triệu. Có đây xanh chi thì nó rất là giống nhau, nó quay nó không hơi khó từng cây một chút. Đây, giờ con này lên cái, đây, vứt chậu đi à? Sao? Đây vứt chậu đi à? Vứt chậu. Hàng cầm tay, xách tay. Lâu lắm chưa gặp bác nhà mình. Bó tí này này bác. À. Thức mà đã xuống đến tận đây rồi. Bên này là bác. Ông con này, ông con này. Tuấn nha, bệ bên này ok đấy. Bên này cũng được. Rụt dịt, dành rụt dịt. Dành rụt dịt đây. 4 triệu. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Này đấy. Đúng không? Ừ. Lại xuống đến đây đấy. Con nằm nằm kia thì như nào anh? Hả? Con nằm đi sao? Vâng. 1,5 triệu. Này được cái răm nhỉ? Con này dáng nó chuẩn. Được cái răm. Chuẩn bên luôn. Cái răm. Bà thì chơi cái gì không? Con này cứ giữ, con này cho cái con này cứ bắt ngọt, tinh. Có vẻ yếu sao thế, có một cây mà thế bên. Vâng, nó sức khỏe nó không được tốt nhưng mà yếu. Lấy gần gùng có lẽ để dành. Đấy. Kia 45 triệu kinh rồi. Vẫn vàng ngày mấy trăm. Vẫn vàng rồi. Để cho mình 900. Đang chơi đồng giá lấy cái nào. Đấy. Vàng không biết. Vàng sướng lắm. Nó dễ phá lắm. Chơi vàng hay. Nó không bao giờ giãn phun. Không bỏ. Lá to này. À cô vàng này cô dễ. Cứ bút cái cấu đi, lá tôm này nó nhỏ xíu này. Còn hôm trước đây. Cứ bút ra là cấu gọn.
đúng là cái đầu to ra, giờ bây giờ là da cánh là ngon đấy. Tấu vứt luôn, tấu vứt. Có cái đấy mình đang muốn đan thêm thì mình để lại thôi, xuống một tí nữa thì sau nó cứ tự nó cứ rụt dịt lại. Bàng ná làm bé tí thôi. Này đấy, ông gì có cây bàng có giá phết đấy. Tùng La Hán 10 triệu. Alo. Alo. Vâng. À cây kia là cây xanh. Kia cây xanh. Cây thì cây trước là chắc xuất rồi nhỉ? Cây bình dành cây trước. Còn không còn à? Vẫn còn. Vẫn đang ở dưới quê nhỉ? Vẫn đang để dưới quê. Nay không mang đi. Cây đấy vừa bảo tính đủ 9 triệu. Vừa bảo tính đủ 9 triệu. Cái cây mà cũ ấy. Cây này vừa bảo bao nhiêu nhỉ? Cây vừa xem 4 triệu rưỡi. Vâng. Thân bề thì được. Nó là hàng mini mà. Đấy, chơi thì nó rụt rịt, rành rành thì rụt rịt rồi. Cũng hay. Về làm cái chậu tàu thì nét căng. Dạ. Dạ. Ui, cái 9 triệu chắc hơn như là cái 9 triệu nó to mà. Cái 9 triệu nó to gấp 10, gần gấp 10 này. Còn cây này là cây gốc nó chỉ bằng... Cái này bằng cái 34. Bằng đấy. Bằng cái tip, bằng cổ tay. Còn cây kia thì gốc nó bằng cổ chân ấy. Bằng 4 phân. Còn cái thằng kia nó vào khoảng 12 phân. Đấy. Dạ. Đấy. Bảo bác mang lên được, thế sao? Và cây gì? Bác có thích xanh xi gì không? Mini thôi nhưng mà nói chung cu gốc kiếc vào là cũng căng đấy. Xanh con trai ấy. Đang có xanh xi tử vi các thứ linh tinh đại loại thế. Alo. À. Cây to phết đấy. À, mà cái trước này em quay video đấy đúng không? Mai à? Để tí em gọi về, em gửi về em có chụp mấy cây mai của ông mà. Nha nha. Rồi, còn nhà ông đấy đấy thì lo gì lúc nào ra chả được. À đây à. À đây. Vâng. Rồi, ok, tí nữa xem em ấy được thì em gửi nhé. Nha. Em bên viễn thông nhưng mà mê cái món này thì tự làm ra một cái để anh em chữa nét nam vâng nhá. Rồi mấy triệu không bán đâu kêu. Đấy, ngoài nói chuyện điện thoại Tùng La Hán 10 triệu. Không đang có tiền. Đây. Lúa nhưng mà hơi tối. Đây, lúa từ đây xuống. Được, dòng này là nếu mà cung của La Hán Việt Nam thì nó đẹp nhất, lá nó đẹp nhất. Còn so với dòng kim cương kia lại không bằng. Đây là giống nhập hàng giống ngoại. Xanh. Linh Sam
xì. Hiện tại bây giờ đang dùng cây một bốn cây lá ngắn hơn, nhỏ hơn đó. Vâng. Con người nó ăn đúng. Này là hơi dài. Đúng rồi, thường người chơi những cây mà nhỏ nhỏ thì lá nó ngắn nó mỡ. Đúng rồi, nó tròn tròn nhỏ hơn. Đấy nhưng mà cái nó ngắn hơn, cảm giác nó tròn tròn. Chơi cái đấy thì hay. Này nhiều tiền rồi. Này bao nhiêu tiền anh? Con em 15. Vâng. Anh em có số của anh Trương thì cứ thế mà gọi. Thôi thì chả bán biết gì. Cố gắng quay lướt tí để còn đi làm. 15 triệu. Trước đòi 15 triệu. Này vẫn mang đi đây. Con này chắc cũng ngang ngửa. Em đấy. Xăm núi à? Này bao tiền này? 30 triệu. Đáng đồng tiền bắt gạo. Kiếm được mấy ít đá này hay nhỉ? Đá này hay đấy. 30 triệu. Xăm núi đẹp quá. Đẳng cấp đấy. Đi triển lãm được đấy. Trực hoành này. Khỏe đấy. Ngầu. Không giấu đâu, cây này cũng không của tao mà tao cũng dùng lại của nó nên chẳng thấy con. Ngầu. Cùng chú nhà nó cứ làm cái này. Cây này trông này thôi nha. Cây này trông này thôi. Dưới củ dưới này này. Quá đẳng luôn. Cái này thích thì lái xế. Thích cái này. Coi như tao mua hộp này. Đứng rồi là sao? Mày có tiền tao biết tao đủ lên đây. Mày ăn đi giả 400. Nguyệt. Nguyệt quế. Nguyệt này chốt được hay đấy. Đấy, cùng chơi con ý về. Xăm núi xanh mướt. Bông thích. Bao nhiêu năm nó mới dày như này. Tầm này thì mới đi chơi được. Đúng. Đầy đủ rồi. Từ chậu cho đến tiểu cảnh là có rồi. Chỉ chơi thôi. Có cái đá này hay hết đấy. Mắt nghệ thuật ấy. Nó hợp với cái màu da. Nhìn cái bông của nó. Bông nó dày tí. Đi chít luôn. Sau nó lại một cái mâm nó dày quả nên đều nhau thì ra. Đây này, như này. Phải làm được nó. Cái này nó ra tất cả nó ra như này này. Đầu tiên nó là hoa này, sau nó thành quả. Nó như một cái mâm xôi. Okay. Như thế này chơi là đẳng cấp rồi. Kỹ cả 30 triệu. Được sáng quá. Ngày đúng phong cách nhỉ. Đẹp quá.